Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, trải qua 60 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước. Du lịch Việt Nam đã trải qua nhiều đợt khủng hoảng như dịch SARS năm 2003, khủng hoảng kinh tế năm 2008. Và sau mỗi đợt khủng hoảng này, du lịch Việt Nam lại tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Du lịch Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đã làm giảm tốc độ tăng trưởng này trong năm 2020. Để phục hồi ngành du lịch trong nước, thì kích cầu là một trong những giải pháp quan trọng nhất. Và Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2020 sẽ là sự kiện tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị lữ hành, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, điểm đến và cung cấp các chương trình khuyến mại hấp dẫn cho người dân và du khách. Với chủ đề Du lịch Việt Nam hướng tới tương lai, VITM Hà Nội 2020 sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 54 tỉnh thành trong cả nước, tăng 8 tỉnh thành phố so với năm 2019. Điều này cho thấy sự kỳ vọng của các địa phương thông qua sự kiện này. Đặc biệt, VITM Hà Nội 2020 cũng có sự tham gia của 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Peru, Đài Loan Trung Quốc, Colombia. Du lịch Việt Nam thay đổi để phát triển. Và những cái gì chúng ta nhận ra, những cái hạn chế, những cái còn khiếm khuyết trong thời gian vừa qua, đặc biệt là nó phát sinh trong Covid, như là cái việc thị trường nguồn khách, như sản phẩm du lịch, như về cái việc là các cái cách thức truyền thông quảng bá quảng cáo du lịch, cái việc xây dựng sản phẩm du lịch, thì khi mà bình thường mới nhu cầu nó thay đổi thì ngành du lịch cũng cần phải thay đổi, và sự thay đổi nó sẽ giúp cho làm sao ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, phù hợp với xu hướng của thời đại và của cái nhu cầu của du khách. Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, bên cạnh 400 gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của các đơn vị, các hội nghị xúc tiến du lịch của các doanh nghiệp, địa phương, thì VITM Hà Nội 2020 còn có nhiều hoạt động bên lề như lễ vinh danh các cá nhân tiêu biểu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam năm 2019, các diễn đàn xúc tiến du lịch, trình diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế và Việt Nam, liên hoan tiểu phẩm sinh viên du lịch lần thứ 2, giải VITM Marathon Online.